Theo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, vị trí xây dựng sân bay Long Thành hiện nay là hợp lý, nhưng cần tiếp tục chứng minh việc xây dựng sân bay Long Thành liệu có cấp thiết hay không và tác động của nó đến kinh tế vùng và hiệu quả về tài chính như thế nào. Ủy ban này cũng cho rằng muốn xây dựng sân bay này ở mức độ nào đó phải chấp nhận tăng nợ công cũng như phân bổ ngân sách một cách hợp lý. Bộ Giao thông Vận tải cho biết dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án hết sức quan trọng. Vừa qua, Bộ đã báo cáo với Quốc hội. Về cơ bản, Quốc hội đồng tình cần có sân bay mang tầm cỡ như Long Thành, nhưng phải làm rõ sân bay làm như thế nào, nguồn vốn đầu tư ra sao. Ngoài ra, Bộ này cũng yêu cầu nghiên cứu mô hình của sân bay Changi, Singapore, làm rõ các vấn đề giao thoa sân bay quân sự và dân dụng. Về mặt kỹ thuật, dứt khoát không làm theo mô hình Tân Sơn Nhất. Bộ trưởng Thăng giao cho Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và vụ kế hoạch đầu tư mời tư vấn Nhật Bản để yêu cầu tư vấn các vấn đề trên.